với niềm khát khao độc lập, tự do, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta lại tiếp tục đứng lên với niềm kiêu hãnh qua mấy ngàn năm lịch sử, với lòng yêu nước, sức mạnh, trí tuệ và dũng cảm Việt Nam tiến hành công cuộc kháng chiến cứu quốc. Người về đêm tôi ngày vui.